Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chùa Ba Vàng gây phức tạp dư luận, tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thời gian vừa qua, chùa Ba Vàng đã có nhiều hoạt động gây phức tạp dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tối ngày 2 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về việc chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí tổ chức trước và chiêm bái vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật, gây xôn xao dư luận thời gian qua. Tỉnh Quảng Ninh cho biết nhiều hoạt động của chùa Ba Vàng thời gian qua gây phức tạp dư luận, tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Theo tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian qua, một số hoạt động của chùa Ba Vàng như lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, xin chuyển sang hệ phái Nam Tông Kinh, phát ngôn gây mất đoàn kết liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu, trước và trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật từ Myanmar, gây phức tạp dư luận, tiềm ẩn mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trụ trì chùa Ba Vàng mặc y phục Phật giáo Nam Tông. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông tin vụ chùa Ba Vàng tổ chức chiêm bái xá lợi tóc đặc biệt từ ngày 23-27.12, tức ngày 11-15.11 năm Quý Mão. Chùa Ba Vàng tổ chức trước, trưng bày, chiêm bái vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật cùng một số hoạt động khác là chưa đúng quy định của luật về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định số 162/2017, nghị định chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết việc tổ chức cho Phật tử chiêm bái cái gọi là xá lợi tóc Đức Phật chính là hoạt động triển lãm, vì vậy đã vi phạm quy định tại nghị định số 23/2019, nghị định chính phủ ngày 26 tháng 2 năm 2019 của chính phủ về hoạt động triển lãm. Tỉnh Quảng Ninh cho rằng chùa Ba Vàng tổ chức cho Phật tử chiêm bái cái gọi là xá lợi tóc Phật đã vi phạm quy định sau khi được các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh và dư luận lên tiếng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giao Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí tiếp tục kiểm tra, làm rõ, củng cố hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các chủ thể có liên quan để xảy ra vi phạm theo quy định. Chùa Ba Vàng gơ thông tin, hình ảnh về xá lơ y tóc đưa cờ phạ tờ. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu chùa Ba Vàng không biên soạn, sản xuất các video, hình ảnh, tài liệu và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin giới thiệu về vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật đã đưa trên các trang thông tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cũng như các trang mạng xã hội có liên quan đến sự việc trên, gây dư luận phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng bình thường trên địa bàn. Chùa Ba Vàng được công nhận là di tích cấp tỉnh năm 2007 theo quyết định số 4.424/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nằm trong hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.